Tiếng Hạt Vàng năm 2023 mùa 2. Chương trình có sức hút, một sự lôi cuốn mạnh mẽ cho tất cả người Việt ở mọi thế hệ được trở lại SBTN vào mùa 2. Với nhiều giọng ca từ khắp mọi nơi trên thế giới được gửi về, kính mời quý khán giả đón xem chương trình tuyển chọn những ai vào vòng bán kết và chung kết cho Tiếng Hạt Vàng năm 2023 mùa 2. Chương trình sẽ được trình chiếu trên SBTN, SBTN Go thứ hai và thứ tư hàng tuần vào lúc 7:30 sáng, 12:30 trưa và 8:00 tối giờ California. Xin mời quý vị cùng đón xem. Xin trân trọng kính chào quý vị đang đến với chương trình diễn đàn chính luận thuộc hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay Nhạc sĩ Trúc Hồ và chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị thêm những thao thức của anh em chúng tôi về Trung Cộng, về Nga Xô, về cái quan hệ ngoại giao rất là mật thiết của hai chế độ độc tài ác ôn này. Chúng tôi tạm dùng cái tựa đề là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trâu ngựa tìm nhau, bởi vì Trung Cộng và Nga họ có nhiều điều giống nhau, mặc dù là trong quá khứ họ cũng đã có những cái mâu thuẫn, xung đột, xâm lăng, đánh nhau, vỡ đầu và gãy tay. Thì trước hết xin chào nhạc sĩ Trúc Hồ đã tham dự thêm lần nữa với diễn đàn chính luận. Dạ, chào anh Nam và khán giả của đài truyền hình SBTN. Trúc Hồ ơi, thì như anh có giới thiệu sơ qua, thì những cái điều nào liên quan đến Trung Cộng và Nga đã làm cho Trúc Hồ mất ngủ trong những năm tháng vừa qua? Thật sự thì cái sự nguy hiểm của người của chính quyền chứ không phải là người, chính quyền và chế độ Nga của ông Putin và chính quyền và chế độ của Tập Cận Bình rất là nguy hiểm, không phải cá nhân em không đâu, và hầu hết tất cả hơn là 70-80% người Hoa Kỳ mà được hỏi về suy nghĩ về người Nga với người Tàu, chế độ Nga, chế độ Tàu, chính quyền Nga, chính quyền Tàu, họ đều suy nghĩ đây là những người kẻ thù của mình. Có người thì nhẹ hơn, có người là những nước quốc gia đang cạnh tranh với chúng ta, US. Nhưng mà phần đông là không có thiện cảm hai quốc gia này. Chuyện không có thiện cảm là chuyện dễ hiểu thôi. Thì bởi vì nếu mà chúng ta nhìn thấy Putin và Tập Cận Bình, chúng ta thấy hai người này gần đây họ có cái gì giống nhau? Là họ làm tất cả, để được gì? Để được làm vua, được hoàng đế. Họ thay đổi hiến pháp, họ làm đủ mọi cách để họ giữ quyền từ đời này cho tới gọi là đời sau. Mọi thứ đều dưới sự kiểm soát của hai ông nhà độc tài lớn nhất của thời gian mà chúng ta đang sống. Cái đó là cái mà nguy hiểm anh. Hoàn toàn đồng ý với Trúc Hồ đó. Cận Bình hay là Putin hay là những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều mình bảo là có cái từ là tham quyền cố vị. Bởi vì họ, nếu mà họ biết rằng nếu mà họ xuống không còn cầm quyền nữa thì rất là nguy hiểm, không những đến cho cái bản thân của mình mà cho gia đình và đồng bọn. Nhưng mà hiện giờ thì trong cái những ngày tháng vừa qua, đặc biệt là trong hơn tuần vừa qua, thì chúng ta thấy là thế giới xôn xao về cái sự kiện mà có cái cuộc đảo chính ở bên Nga. Thì không biết Trúc Hồ có theo dõi cái phản ứng của Tập Cận Bình đối với những cái lộn xộn ở bên nước Nga như thế nào không? Dạ có anh, về vấn đề mà cái đoàn quân của công ty Wagner gì anh phải không? Đúng rồi. Công ty Wagner, cái đây là gọi là những người lính đánh thuê mà. Đúng. Thì cái ông tướng này, ông tính làm đảo chánh nhưng mà cái âm mưu của ông đã bị tiết lộ ra trước sớm mấy ngày, cho nên ảnh đã không được thành công như ý ông muốn. Nhưng đây cũng có là một cái hành động, cái ông này, cái tên ông rất là khó đọc, Prinokin gì đó anh, phải không? Prinokin, mình sao mà đọc là ông Zin cho nó dễ. Ông Zin cho nó dễ. Em không có khiếu về phát âm cho lắm. Nhưng mà thấy rõ ràng đó, cái sự kiện này đã là một cái sự kiện rất nguy hiểm cho uy tín của nhà độc tài Putin. Mà khi mà... Nó nguy tín,
Dạ nói đi Mời Đức anh. Hòa tiếp. Mời Đức Hòa nói tiếp đi. Em thấy cái này là làm cho cái uy tín của ông Putin rất là mệt. Và khi mà ông Putin mà cái uy tín xuống á, thì ông lại đi gặp ông Tập Cận Bình gần đây phải không? Thì cái thế mà ông gặp Tập Cận Bình ở đây gần đây, cái thế của ông nó sẽ không được cái thế mạnh như hồi xưa nữa. Mặc dù Nga là Liên bang Xô Viết là nơi đã đẻ ra nước Trung Cộng. Nhờ nước Nga mà Trung Cộng mới thắng cuộc chiến với ông Tưởng Giới Thạch năm 1949, Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông trong một trong những cái công việc đầu tiên của Mao Trạch Đông làm để có tiền để mà hoạt động là ông lãnh lương của KGB. Cho nên cái hai quốc gia này có một sự quan hệ rất là mạnh, rất là gần, nhiều bí mật của nhau họ biết hết. Mà vấn đề là Nga thường thường là nằm ưu thế hơn người Trung Cộng, ở chế độ Trung Cộng. Nhưng mà trong cái cuộc chiến mà Nga của ông Putin ông khởi khởi xướng này đó thì đã làm rất gọi là mệt mỏi cho chế độ của ông Putin. Và khi phải gọi là đứng vào cái vị trí là phải hợp tác toàn diện với lại người Tàu giúp Tào Quang Đình, thật sự hai nước này đã hợp tác toàn diện rất nhiều mọi lĩnh vực chứ không phải là bây giờ mới có đâu, lâu rồi. Nhưng mà bây giờ mới gặp nhau lại để tiếp tục gọi là ông Tập Cận Bình khẳng định với lại ông Putin là cái sự mà ủng hộ của ông Tập Cận Bình của nước Trung Cộng đối với lại nước Nga là không có giới hạn. Anh nghĩ sao về cái câu đó? Tôi nghĩ là đó là một cái sự thật mà phũ phàng đối với Putin. Như Trúc Hồ nói, nếu mà không có Liên bang Xô Viết, không có sự ủng hộ của Liên Xô thì Trung Cộng đã không có. Và bây giờ cái coi như là người đàn anh phải xuống nước để xin xỏ, năn nỉ đàn em giúp đỡ mình. Thành thử ra đó, đầu tiên đó là một cái điều mất mặt. Một điều nữa là như anh em mình bảo, trâu ngựa tìm nhau, thì hai tên độc tài, hai cái chế độ dựa trên chủ nghĩa cộng sản cần đến nhau để mà sinh tồn, để mà đi lên. Hiện giờ Nga Xô càng lúc càng đi xuống, nước Nga càng lúc càng đi xuống, liên bang Nga đi xuống, Putin vừa mất mặt vừa mất uy thế, thì cái điều đó nó cũng làm cho Tập Cận Bình mất ngủ. Bởi vì bây giờ nếu mà ông đồng minh người anh cả của mình ngày xưa mà bị tiêu tùng, coi như là nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin không còn nữa, thì dĩ nhiên là Tập Cận Bình cũng sẽ bị lạnh lưng. Bởi vì như anh em chúng ta nói trong tuần trước, cái thế tam quốc chí, hai cái nước anh em láng giềng Nga và Tàu, bây giờ nếu mà một người không còn nữa thì cái sự sụp đổ của người kia, cái yếu tố rủi ro nguy hiểm bị xuống, bị lật đổ, nó càng Bị gia ảnh tăng. hưởng rất Thành ra nặng anh. Khi mà hai quốc gia, hai nhà độc tài họ phải cố tình, tại sao họ nói là họ sẽ hợp tác và giúp đỡ không có giới hạn, no limit, bởi vì họ cần nhau. Anh sống được thì tôi cũng sống được. Anh lạng hoạn thì tôi cũng sẽ lạng hoạn. Cái sức mạnh của hai người này nếu mà chúng ta thấy rõ, người nước Nga, nước Trung Cộng, hai nước đó trở thành một cái trục để mà đối phó với Hoa Kỳ, thì phần đông người Hoa Kỳ họ vẫn nghĩ Nga và Trung Cộng là những người họ không thích, kẻ thù khác lý tưởng mà. Một bên thì theo dân chủ, một bên thì độc tài, làm sao mà thích được? Cái người dân Hoa Kỳ họ sống, chúng ta sống lâu chúng ta biết họ họ quan trọng về vấn đề dân chủ lắm, democracy lắm. Cái value đó là nó trong con người của người Hoa Kỳ rồi, cho nên họ không thích là cái chuyện đương nhiên. Và khi mà hai cái thế lực đó mà gom lại, mặc dù riêng một mình thì Nga không bằng Hoa Kỳ, riêng một mình thì Tàu không bằng Hoa Kỳ, nhưng mà hai anh này đụng lại á, thì chúng ta cũng sẽ rất mệt. Cho nên chúng ta phải nghĩ trong cái tương lai là chúng ta phải làm gì để mà
cân bằng lại cái hai đối thủ này, thì như lần trước anh em chúng ta đã chia sẻ là chúng ta tìm đường bằng con đường đi với Ấn Độ, và quan trọng nhất là giữ cái quan hệ hợp tác giữa ngoại giao, vừa vấn đề gọi là kinh tế với quốc gia châu Âu mà yêu cái chế độ thể chế dân chủ. Cái đó nó quan trọng vô cùng. Khi mà có một cái gì nó xảy ra đó, ngay cả bây giờ chúng ta nói Biển Đông mà xảy ra chiến tranh đi, thì bên đây thì là Ukraine, là châu Âu, và bên kia thì là Biển Đông, là Trung Cộng. Người Hoa Kỳ họ phải đối phó với hai mặt trận. Giống như thời chiến tranh Thế chiến thứ hai, ông Tổng thống Roosevelt và cả nước Hoa Kỳ phải đấu với hai mặt trận châu Âu và mặt trận châu Á. Châu Âu thời đó là Hitler, châu Á thời đó là người Nhật, chính phủ Nhật, nước Nhật phát xít, chứ không phải nước Nhật bây giờ, nước Nhật phát xít. Thì rõ ràng là tương lai chúng ta sẽ đụng thôi. Vấn đề là chắc chắn là cái cuộc chiến nó không khởi sự từ bên Hoa Kỳ và những nước châu Âu rồi, bởi vì những cái nước này là họ quan niệm cái đời sống, cái giá trị của họ, con người rất là cao. Nhưng mà chúng ta có hai ông độc tài, thì hai ông độc tài này đối với họ giá trị con người nó không có nghĩa gì hết. Chủ nghĩa cộng sản của dưới thời Stalin là 40 triệu người ổng giết dễ dàng, dưới Mao Trạch Đông là 60 triệu người dễ dàng. Mạng sống con người đối với những người nhà độc tài không có nghĩa lý gì hết. Cho nên cái sự mà tới chiến tranh đó là cái chuyện mà khó mà tránh đó, gọi là tránh né được nếu mà chúng ta bị gọi là giảm cái sức mạnh. Chúng ta phải thật là mạnh, người Hoa Kỳ, nước Hoa Kỳ và châu Âu phải thật là mạnh, thì những kẻ ác này, kẻ gian này, nghĩa độc tài này mới không dám đụng với chúng ta. Chúng ta chỉ cần yếu chút xíu là họ sẽ đụng liền. Và bây giờ họ đang cố dùng mọi thứ để mà họ lấy đi cái sức mạnh của Hoa Kỳ, nước đứng đầu thế giới, bằng cách là anh em biết anh là làm về ngân hàng, thì anh biết là cái tiền US dollar là một cái số một của thế giới, đó là một cái sức mạnh của Hoa Kỳ, là cái đồng tiền Hoa Kỳ. Bây giờ cuộc chiến tranh Ukraine xảy ra, Nga bị cấm vận nhiều chỗ, cho nên cái người mà mua dầu nhiều nhất của nước Nga bây giờ lại là Tập Cận Bình, phải không? Là người Tàu. Tập Cận Bình là ngư ông. Mà anh biết hai quốc gia đó buôn bán với nhau, họ không trả bằng tiền US dollar nữa, họ không trả bằng tiền Mỹ nữa, mà họ trả tiền bằng tiền yuan, tiền của người Trung Cộng. Và những nước mà Trung Cộng gần đây đã dùng tiền để mang ảnh hưởng, nó gọi là soft power, những mấy nước ở vùng châu Phi, Africa đó, họ cũng đang cố dần dần không xài tiền đô la nữa, để mà họ xài tiền Trung Cộng. Đây là một cái mà Nga và Trung Cộng đang cố gắng gọi là đánh đồng tiền của US, là đồng tiền tượng trưng cho khả năng buôn bán giao dịch trên toàn thế giới. Cái đó là em thấy rõ ràng là hiện giờ đang xảy ra, anh nghĩ sao? Thì dĩ nhiên là họ đã cố tình muốn làm như vậy, không phải mới đây thôi mà mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà cái sự việc đó là vẫn chưa có xảy ra được. Bởi vì như Trúc Hồ nói, cái nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn là số một trên thế giới. Cái sức mạnh của đồng tiền nó thể hiện cái sức mạnh của nền kinh tế, chưa kể đến vấn đề ổn định chính trị cũng như vấn đề quân sự. Thành thử ra mặc dù là Trung Cộng cũng như ngay cả Âu Châu ngày xưa cũng muốn dùng cái đồng euro để thay thế cho đồng đô la, điều đó vẫn chưa xảy ra. Và trong tương lai tôi nghĩ là chắc còn lâu lắm. Nhưng mà nó sẽ xảy ra nếu mà chúng ta không có mạnh, phải không? Đúng, bây giờ là anh thấy là người Tàu họ đã tạo ra một cái digital, tiền digital, buôn bán bằng digital. Trung Cộng làm được chuyện, đang làm chuyện đó rồi. Đúng, đúng. Cái điều rất là quan trọng. Mình sẽ bàn thêm sau khi sau mình tạm ngưng một vài giây để mình có thời giờ mình nói cho nó đầy đủ. Xin mời quý vị sẽ theo dõi một vài cái thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại trong vài giây đồng hồ. We'll be right back.
Xin chào mừng quý vị đang trở lại với diễn đàn chính luận. Thưa quý vị, hôm nay nhạc sĩ Trúc Hồ và chúng tôi xin được chia sẻ thêm một vài những cái nhận định của mình về cái quan hệ rất là gần gũi của trâu ngựa, tàu và Nga. Thưa quý vị, như chúng ta được biết, về quan niệm chiến tranh, Trung Cộng coi như đang thực hiện một cái cuộc chiến tranh toàn diện để tấn công Hoa Kỳ, chưa có dùng đến quân sự thôi. Nhưng mà về mọi mặt khác, họ đang tấn công và tìm mọi cách để mà làm cho cái Hoa Kỳ càng ngày càng suy yếu đi. Một trong những cái điều mà họ đang làm đó là vấn đề kinh tế. Họ cũng đang tìm cách để thay đổi cái đồng tiền của đô la, là cái đồng tiền số 1 về trao đổi mậu dịch quốc tế. Nhưng mà như nhạc sĩ Trúc Hồ đã thưa, nếu mà Hoa Kỳ mạnh về kinh tế, mạnh về quân sự, mạnh về chính trị, thì cái điều đó khó mà có thể xảy ra. Bây giờ xin mời nhạc sĩ Trúc Hồ mạnh nói về thêm khoa về... học nữa. Đúng chúng rồi, ta coi phải như là mạnh mạnh. về cái vấn đề Đúng. là nước nước Nga hiện giờ đang giúp cho Trung Cộng về vấn đề khai thác. Ha, người Nga họ giỏi khai thác lắm. Anh thấy những cái hacker mà thuộc loại thứ dữ trên thế giới phần đông là người Nga. Ừ. Có nhiều cái software người ta xài, người ta vô những cái website của người Nga để họ download về xài chùa ở trên những cái máy của bên PC á. Còn bên Mac thì không làm được, nhưng mà PC phần đông là những người đó họ hay tới cái Russia để mà họ download xuống những cái software mà họ không cần phải trả tiền từ bên PC. Thật sự ra người Nga họ là một cái giống dân rất giỏi anh. Nếu mà anh nghiên cứu về lịch sử người Nga, họ giỏi về mọi mặt luôn. Từ thế kỷ thứ 19, năm 1800 mấy, họ đã là một cái đế quốc, một cái đại đế mà họ đã thôn tính, họ đã đi tìm thêm đất đai về cho đế quốc Nga thời đó. Và họ có một nền văn hóa từ sách cho tới âm nhạc. Nói chung, người Nga là người giỏi, nhưng mà rất tiếc là họ đã đi sai đường, là đi vào con đường chủ nghĩa cộng sản. Sau Thế chiến thứ nhất, Nga hoàng bị giết, Lenin lên cầm quyền. Rồi tới Stalin thì nó cái sự gọi là kinh khủng của cái tội ác của chủ nghĩa cộng sản, nó mới kinh khủng từ thời Stalin. Thời đó là thời ghê tởm nhất. Rồi đẩy từ Stalin đẩy qua cho trên bên châu Á là Trung Cộng, Mao Trạch Đông là cũng là Stalin. Mao Trạch Đông là một người rất tin tưởng vào những gì Stalin làm. Có một thời gian Liên bang Xô Viết họ thay đổi sự suy nghĩ về Stalin, thì bên Trung Cộng họ lên tiếng liền. Họ vẫn là Stalin, Mao Trạch Đông vẫn là theo Stalin. Cho nên hai nhà độc tài Tập Cận Bình và Putin này, bây giờ họ anh dùng từ châu ngựa tìm nhau hay là ngu tầm ngu, mã tầm ngã là chính xác vô cùng. Bởi vì hai người này cùng một căn bệnh là bệnh độc tài, mà độc tài thì thường thường đi gần với tội ác. Thì hai người này, theo em nghĩ, thế giới Hoa Kỳ cần một nhà lãnh đạo, châu Âu và Hoa Kỳ phải là cái điểm tựa vững chắc để mà đấu lại cái hai thế lực đen tối này. Có một thời gian em cũng tin tưởng vào sự thay đổi của Đặng Tiểu Bình, hy vọng là với sự thay đổi của Đặng Tiểu Bình, người dân Trung Hoa họ sống tốt đẹp hơn và từ từ họ sẽ thay đổi chế độ cho nó dân chủ hơn, tôn trọng quyền làm người hơn, và hy vọng Việt Nam mình cũng theo con đường đó. Nhưng mà tất cả chỉ là một cái ước mơ của mình thôi. Sự thật, những người cộng sản họ không từ bỏ họ được. Thế giới không có Gorbachev thứ hai. Và hiện giờ chúng ta đang nằm trong một cái thời gian mà em nghĩ là đen tối nhất sau Thế chiến thứ hai đó anh. Đúng vậy, Trúc Hồ nói rất là đúng. Sau khi mình gọi là cái cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt với cái sự lãnh đạo của Tổng thống Reagan cũng như Đức Giáo Hoàng, thì mình thấy rõ ràng là có cái trào lưu dân chủ hóa tại
hầu như là tại khắp nơi, đặc biệt là tại Đông Âu, và mình cũng mang nhiều hy vọng. Nhưng mà cái hy vọng đó cho đến bây giờ nó vẫn có chỉ là cái hy vọng, bởi vì những cái nhà độc tài họ phải tìm đến nhau. Những người ở bên Việt Nam càng ngày càng tùy thuộc nhiều hơn vào Đảng Cộng sản của Trung Cộng. Trung Cộng đang lợi dụng cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine và Âu Châu được có rất nhiều lợi thế. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng Hoa Kỳ trong đại nhị thế chiến, sau khi coi như là đánh bại được cái đạo quân của Hitler, thì tập trung vào cái Thái Bình Dương, dẹp mấy ông fascist quân phiệt Nhật Bản. Thì nó đã xảy ra trong tương lai, nó đã xảy ra trong quá khứ và có thể xảy ra trong tương lai. Người ta lo, hiện giờ có nhiều người nghĩ rằng Hoa Kỳ không có đủ khả năng để mà đương đầu với hai mặt trận, giả dụ như chiến tranh sẽ xảy ra. Nhưng mà về cái nhìn của cá nhân chúng tôi thì ở bên Âu Châu, ở bên Ukraine thì là Nga Xô coi như sớm muộn gì cũng sẽ thua. Và như vậy thì Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ nữa sẽ có nhiều thì giờ, nhiều sức lực để mà đương đầu với Trung Cộng nhiều hơn. Thì mình hy vọng rằng nếu mà Trung Cộng càng lúc càng hung hăng, không có biết sức mình đương đầu với cả thế giới tự do, thì chắc chắn là cái chế độ cộng sản của Trung Cộng sẽ bị sụp đổ. Và một khi mà Trung Cộng nó sụp đổ thì Việt Nam mình, cái Đảng Cộng sản Việt Nam mình cũng không có còn cái chỗ để mà nương tựa. Thì không biết Trung Cộng có nghĩ là cái nhìn của cá nhân của anh em có thấy quá lạc quan hay là em thì em thấy anh quá lạc quan về vấn đề sụp đổ của nước Trung Cộng. Bởi vì thế giới chúng ta đang sống bây giờ là thế giới toàn cầu. Nói gì nói, khi mà chúng ta nghĩ tới chiến tranh thì chúng ta thấy cả tỷ người Trung Cộng. Ở bên châu Âu cũng bao nhiêu người. Bao nhiêu người đó, bao nhiêu cái đó là hiện giờ đang làm việc với nhau, buôn bán với nhau, kinh tế với nhau, mọi thứ nó đang ổn định. Rồi tự nhiên ông Putin ông nói khùng, ông muốn chiến tranh. Thì mọi thứ nó lại chậm lại, đời sống khó khăn hơn và cắt lên giá hơn, mọi thứ đều khó khăn. Tất cả mọi người sống trên thế giới này, không ai muốn sống trong một cái hoàn cảnh khó khăn như vậy như hết. Nhất là sau Covid, ai cũng có muốn có một cái đời sống bình an. Ha? Mà thì làm sao mà chúng ta gọi là hy vọng rồi là nó loạn lên để rồi nó tan nát hết rồi nó sụp đổ được không? Ông Putin, ổng mất uy tín, ổng bị thua là một điều tốt. Bởi vì nếu mà ông Putin mà ổng thắng á, thì ông Trung Cộng bên đây ông cũng sẽ làm tới. Thì nó sẽ loạn cả đám lên, loạn cả thế giới. Putin mà châu Âu và Hoa Kỳ giúp hết lòng với người dân Ukraine. Cái đó là một điều cần thiết trong thời gian ngày hôm nay. Tất cả mọi người yêu chuộng tự do công bằng phải có bổn phận và nhiệm vụ để giúp đỡ nước Ukraine, bảo vệ nước Ukraine và không để thua nước Nga. Nước Nga xa lầy vào cuộc chiến Ukraine, cái sức mạnh của họ dần dần giảm. Và những cái con dân ưu tú của nước Nga họ đi tìm nước khác ở, với ngu sao ở với ông độc tài Putin này. Thì những cái chất xám đó, những người ưu tú đó đi qua châu Âu ở, và phần đông là cuối cùng cũng trở về Hoa Kỳ ở. Bởi vì Hoa Kỳ là nơi mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tiếp đón người giỏi từ khắp nơi trên thế giới về từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ đâu. Từ trong thời Thế chiến thứ hai là chiến tranh xảy ra là những người giỏi nhất của Đức là Mỹ đã mang về Mỹ rồi để mà nghiên cứu về những về mà bom nguyên tử. Cái đó là cái sự thật. Nước Hoa Kỳ chúng ta nhờ cái đó, chúng ta sẵn sàng tiếp đón người khác cùng lý tưởng để cùng sống chung, để mang ra những gì tốt đẹp nhất để phục vụ cho con người. Thì làm sao mà chúng ta suy nghĩ chuyện mà nó quá trời kinh khủng như vậy. Em không nghĩ là cái thế giới này sẽ đi tới một cái cuộc chiến tranh để mà Trung Cộng sụp đổ rồi Việt Nam mình cũng sụp đổ theo đâu. Em suy nghĩ như vậy nè. Em nghĩ là người Hoa Kỳ và châu Âu thật là mạnh để giảm được cái những cái gọi là cái bóng tối đó. Thế giới chúng ta sống có bóng tối và có ánh sáng.
hiện giờ bóng tối và ánh sáng nó đang ngang ngửa nhau, thì làm sao chúng ta dồn ánh sáng nhiều hơn cho bóng tối, và làm sao bóng tối càng ngày càng thụt lùi đi, chứ không phải đùng một cái là chúng ta sáng hết được. Không có một đùng một đúng. cái được, nó phải cần thời gian anh, và cái thời gian đó cần qua từ cái sự gọi là education, cái sự làm việc chung với nhau để mà người dân họ biết họ có quyền sống hơn được như vậy. Họ chính là những người sẽ thay đổi. Dạ. Đúng, hoàn toàn đồng ý với Trúc Hồ. Cái điều kiện tiên quyết là làm sao Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mạnh, cái vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ mạnh, thì những cái điều rủi ro cho thế giới nó sẽ bị giảm đi, được giảm đi rất là nhiều. Cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ. Cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ đã chia sẻ những cái thao thức của mình về vấn đề Trung Cộng, và cảm ơn quý vị đã theo dõi Diễn đàn Chính Luận. Trong tương lai, anh em chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những điều về cái vai trò của Trung Cộng và những cái mơ ước của mình một ngày nào đó thế giới tự do càng ngày càng lớn mạnh ra. Xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh.